bởi vậy sao mấy ông tìm không ra chứ. Nãy nói tên không đúng đó. Màu cam. Đây là màu hồng. Qua cái chậu màu hồng này nè, chỗ bông. Còn cái này lá hẹ mà trang lá hẹ trên kim nè các bạn. Trang lá hẹ người ta gọi là trang kim. Chỗ bông còn bên đây nè, cái kim trang trắng trắng đây là trắng trắng. Trắng trắng này lá nhỏ nè, đủ loại luôn. Trắng này lá nhỏ nè, con này trắng lá nhỏ, kế bên này luôn trắng lá trung này, trắng lá trung. Nãy chim hót hiếu rít sao giờ nghỉ hót à ta. Đó lá trung nè. Bên đây một về trắng lá trung luôn nè các bạn ơi. Đó. Trắng lá trung. Cái này là trang miễn vàng lá lớn này nha các bạn. Không ngờ mọi người đang tìm quá trời. Đó, hoa trong vàng. Bị chán nắng rồi. Đây là trang vàng nghệ lá nhỏ này các bạn. Đây là trang vàng nghệ. Cam là mỹ hồng. Mỹ hồng được hai cái bông, hai cánh bông. Mỹ hồng được hai cánh bông. Chú chim hót.
thương quá. Nó đang làm lỡ đó các bạn. Trang văn nghệ đang nở rộ nè. Có bạn nào mua thì hãy comment bên dưới giúp mình nha. Đó, ảnh đang nở rộ. Đẹp thấy thương chưa? Đó. Còn mấy anh này là màu hồng nè. Nói chung mình còn có 1 cây, 2 cây làm giống rồi các bạn ơi. Cây màu trắng. Loại này trang màu, loại này màu cam mà lá xoắn nè các bạn. Đó. Phía trong đó là trang đỏ. Mấy cây này là Mỹ Hồng con. Mình sẽ dành riêng một series làm có video nói về mấy cái trang Mỹ Hồng con này. Các bạn đợi tập sau nha. Tập sau nói về các con Mỹ Hồng. Còn anh bên đây là vàng. Vàng mà lá xoắn. Mình xem kỹ nha. Vàng lá xoắn nè. Lá xoắn khác nha. Cánh bông đang đang. Cánh bông nó sẽ đang đang lên nhau, nó dày hơn cái trang thái. Cánh bông sẽ dày hơn trang thái. Khác nhau nha. Trang thái. Mấy cây này tím sen bự. Sau ra hoa. Mấy cây bự đó, bạn nào mua thì cũng comment bên dưới giúp mình. Này lô trang đỏ. Bây giờ mình kết thúc video ở đây nha. Có gì mình sẽ làm cái series, những series tập sau nói về mấy cái trang Mỹ Hồng con, để các bạn có thể đặt mua thiệt là nhanh gọn. Video này thì mình nói tổng hợp mấy cái bông sau khi làm lộ thì để sắp xếp còn hơi lộn xộn, cho nên mình hơi lộn xộn cho các bạn xem cho vui. Rồi, chúc các bạn có ngày thứ bảy cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong series video Mỹ